lớn rồi mà kéo anh em ơi. Xin chào tất cả mọi người đã quay trở lại với kênh Lâm Cá TV nha. Thì hôm nay mình tiếp tục ra mắt giới thiệu mọi người video chi tiết về đi vớt cá, vớt con ăn mài và câu cá thác lát. Đây, sẵn đi làm đi đẩy khóm mà giờ thầm lợp luôn nha. Có cá không? Mới đẩy mấy cái khóm. Tháng này không đậy nắng là nó nám nó hư hết. Đây có cá rồi đó, không biết bự nhỏ thôi. Ba con chào gậy. Đấy, ba con nha mọi người. Giờ đổ ra nha. À, đi làm đem cơm theo nè. Giờ mình lấy cái gỗ này đem theo để mình vớt những cái con ăn mài nha mọi người. Thì hôm qua mình cũng đi vớt á mà được mười mấy con mà nhỏ nhiều quá, mình móc một lần tới hai con cho nên nó hao. Tới chiều mát là cuối giờ cá ăn mạnh rồi nó hết ăn mài, chuyển qua câu mồi trùng được một con duy nhất rồi đi về luôn. Tới tối luôn. Cái khu này sao không có ta? Nước trong thì không có. Hôm qua có thử, mình có thử câu mồi con cá cái lia thia nè, mà thấy nó cũng không nhạy mấy mọi người. Đây đây đây, con bự nha. Khoan khoan, ghé lại ghé lại, còn chưa xúc hết này. Cỡ con này là câu ngon lành nè, cá nắng nhỏ. Cỡ này là câu ngon luôn nha. Qua vớt được 2 tiếng đồng hồ được mấy chục con ăn mài, lớn có nhỏ có nè. Và trong này vẫn là cái hộp màu trùng thôi. Thì hôm nay vẫn tiếp tục mình thử nghiệm lại một lần nữa cho chính xác con ăn mài nó hiệu quả hay không á. Thì vẫn là cái cần đen này. Cần đen này là con ăn mài. Cần xám này là mồi trùng nha. Để mình thử nghiệm lại một lần nữa xem có phải con ăn mài nó nhạy cá thác lát không nha. Giờ bắt đầu mình móc mồi và mình thử cho mọi người cùng xem nha. Mời mọi người cùng theo dõi nha. Rồi, cần đen. Con ăn mài hợp trùng ra luôn rồi. Đây con ăn mài nha. Ngoài đây thì nó không được bự thôi, gọn gọn vừa vừa. Rồi còn cần vàng xám bên đây thì mồi trùng. Đây con trùng nha, trùng cơm thôi nha mọi người. Con cơm mình đào ở ngoài đất á, mấy chỗ ẩm ẩm ướt ướt đó rất là nhiều. Rồi bữa nay quên đem cái đồ lau tay theo rồi. Mọi người đợi một tí mình đi rửa tay cái mình xuống cần cho mọi người xem nha. Đây, mình xuống cần mồi trùng, cần xám mồi trùng trước nha. Đây cần xám mồi trùng.
chỉ ra cả. Đó, nhịp à. Lên hàng anh em ơi. Mồi trùng vẫn hiệu quả nha. Chưa kịp bỏ con ăn mài xuống thì đã lên được con mồi trùng rồi nè. Để mồi trùng vẫn hiệu quả nha. Trùng ở đây. Giờ tới mình thử nghiệm với con ăn mài cái. Xong rồi đã móc mồi trùng rồi sao? Đây. Cần đen, con ăn mài. Xem nó có hiệu quả như mồi trùng không nha. Lên cần đen nha, đây cần đen nha mọi người, con ăn mài nha. Ở khu này trùng ăn mài vậy cũng ăn hết nha. Đó, nhịp rồi đó, kéo ăn mài nha. Nhịp nè, rồi sảy luôn á. Sơm hoài quỷ. Sơm hoài luôn. Lên hàng anh em ơi. Nhịp hoài luôn. Cái kỳ hết trơn, ăn không mạnh gì hết trơn, cái nhịp hoài, cá bự không mà nhịp. Tôi nghĩ đã đây, kéo mạnh xuống đây, ừ, biển, ừ, tưởng thất lát, ghĩa nữa đó, nhịp nữa đó, cái gì đây, thất lát nè, kéo xuống, đó, tàu ngầm gửi rồi đó, tàu ngầm gửi rồi đó, tàu ngầm nè. Tàu ngầm đã lên bờ. Nút. Kéo. Lên hàng. Kéo. Lên hàng. Đây là clip khóm của anh ta sắp xịt thuốc để đốt phá nha mọi người, chứ không phải là clip khóm còn nha. Nè, cho nên mới lội vô nha. Đây, tôi giới lội khóm nha. Tôi chắc ăn rồi sảy luôn.
quá. Kêu. Quá mọi người ạ. À. Đang canh ha. Cắt giọt quá. Giọt cả đầu đường câu có gì chạy cho lẹ. Lớn không nè. Kéo. Kéo nè. Anh hàng nha. Bự nha. Đánh hàng nha anh em, mưa tới anh em ơi. Kéo. Lên cá anh em ơi. Tính màu rễ thuốc mà nó gãy quất luôn. Rồi dướng rồi sao lấy. Trời gãy ác rồi chứ. Nó tắt đây bắt con cá lên rồi mọi người. Anh em ơi. Anh em ơi. Lên hàng. Bỉ nè, bỉ nè. Lên. Lớn hàng. Bên này pin yếu quá, quay không có hết được tới cuối trận nha mọi người. Giờ mở đèn led lên không được. Yếu quá. Hôm nay hơi bị nhiều. Nay trúng rồi. Con ăn mài rất là hiệu quả nha. Hơn hôm qua nha, hơn bữa trước chứ. Mèo không? À. Hai chầu dày. Ba mấy cái xá lát hay gì ạ? Chim sơ sơ ạ. Đóng luôn nè. Mọi người thấy con ăn mài câu có lý không? Câu hai lần con ăn mài đấy, kết quả rất là ngon nha. Rồi video tới đây xin tạm dừng mọi người ơi. Hẹn mọi người ở video tiếp theo nha.